nhân. Bạn nhân không? Bạn nhân không? Rồi xảy rồi. Hai máng dây bè rồi, trời ơi. Cá lớn quá. Dính dây bè luôn rồi. Tiếc ghê anh em ơi. Lên không nổi luôn mà. Rồi 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 rồi. Cái gì ta? Trời ơi. À, xảy nó rồi. Trời ơi nó chạy kìa. À. Trời ơi này con trôi chắc luôn á. Có nè. Lưỡi này bắt cá lớn không được sao ta? Sao ta? Luôn. Ôi, trời. Ôi, con cá gì bự vậy ta? Trời. Không phải trôi con cá cha. Hả? Lăn hay sao á? Cá trôi mà.
Ôi trời ơi, trời ơi. Đang nói cách chào hủy không? Ôi, trời bự quá. Ôi. Quá anh em ơi. Chúng ta làm sao giờ? Dìu nó đi, từ từ. Con nó chạy như chỗ điên. Đúng chỗ điên thật chứ. Ôi. Ơi. Ơi. Nó cao lên tí nữa. Nó mạnh lắm, mạnh lắm. Từ từ từ. Nó thấy vợt, nó thấy vợt. Trong này mày rồi. Ôi. Con này chắc hơn ký, hơn ký rồi. Ừ. Cá trôi quá bự luôn anh em ơi. Ây da, trời ơi. Lên hàng thôi, lên hàng thôi, nín thở luôn, rung tay luôn anh em ơi. Quá. Con này to. Con này chắc 2 kg á. Quá bự luôn. Đúng, nãy con chắc sảy con này nè, con này bự lắm. Ừ. Mấy cái trước nó sảy là trâu rồi không? Thằng kế con. Thôi anh em ơi. Quá bự luôn. Báo cá anh em ơi, hôm nay ngày hôm nay cũng là rất là may mắn nha, được con cá trôi với lại hai con cá mè zin rất là to nha. Để mình đổ ra cho thùng đá cho anh em xem cho rõ nha. Đây anh em ơi, hôm nay được một con cá trôi to này nha, hai con cá mè zin nha. Mè zin quá bự luôn anh em nha. Đó. Đây. Được con cá rô phi nữa nha. Rô phi. Mấy con cá nhỏ nhỏ nha. Rô phi nhỏ nhỏ. Ủa nãy con cá chép đâu ta? Được con cá chép nữa. Ờ, cá chép nó giờ không thấy. Đây cá chép đây, cá chép đây, cá chép nhỏ. Đừng cá chép nhỏ. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình nha. À, nhớ theo dõi để xem tiếp video clip tiếp theo của mình nha.